Welcome back to Big Vlog. Ok, nè nọ này bài chế bắt nhóm vui rồi. Sao nhưng mà đang ra cô ra vlog một tí kê bụi ấy. Vì sao anh ta nhóm chánh chú đá ok. Ây, à lâu đi cứ thông mắt xa mốt. Này khóc khóng quá nó mắt xa mốt bà. À lâu chết bốn ông tuốc á. Ờ, chờ lòng bốn ông tuốc. Yeah, ở đằng dưới ơi, đằng dưới ông tuốc là hốt. Chết bốn xa mốt. Ngay tí đọc bốn ông phèn đọc mùi. Chẳng cứ chất mẹn tên này. À lâu tư ngay tí bốn bốn. Ê, ngay tí bầy cứ chất mẹn tên này. Ok. Hay là đi cứ tiết nắng nhôm tứ một phần một chỉ mùi mắm mí cái đôi chỉ mùi nhôm phổ này hai chậm dương chưa đun tôi xài đỏ không biết này ca thôi làm lại bỏ nhôm ok hai chậm dương chút nha để tam bom phơi đỏ này hello mami hai chén bàn hai này cái này mẹ cái này tôi lấy một phần một hai chết ông tu nữa mà chết bốn phần một nữa chết đa lại là vì chết đa chẳng kể riệp trăm đây ta riêng trăm cầm rông phương bất tử bọt hay mà nẹ khá hả? Thở nẹ ớt mà nẹ mau nâng có công thở nẹ ớt bì mà có công về thở nẹ chẳng luôn phèm nhẹ chẳng là thở nẹ chẳng luôn phèm nhẹ mẹ nè hay mình con côn mau ớt mình con côn mau ớt hay chiên thót con côn chiên thót mau ớt mau ngày nè mau ngày đắp nâng ngay mình đặt vào thôi đọt đó ok nhưng không giải thích nghe đâu nghe bài chỉ khơi nhé cứ đâu rồi là biết cứ trong buổi chiều tối cô này chỉ cái một một tay em trong ngồi nghe đâu khi mưa lại mỗi cái lại những cái cứ trong một chiếc lại con cô hai trong đẹp than nó tin nick kia cũng có thể đi trong một tông cái đặt tông này là bây giờ kia ông tu chẳng ở ông tu được kia bon tám một ok hay trong cái là trong gì cả nào nó tin cứ là những cái cô này đi trong là cái hay lâu nó có công kê cho ta mở phương đảo đó à lâu ban ở của bạn thì mất một sâu ấy hay em nhâm trong đẹp tha nè nè nó không biết ngay ở ti đọc bay ế đọc bút đọc ra đầu môi ông tu ông tu chưa chứ bốn phần mất nó ngay em trong đẹp nè nó như là phần nó ngay bảo ách mau tùng của xa mọi mà lấy ô sửa bái khóc nó có là khóc này ok à nó đi dưng mà không chi cắt ok làm học con này rồi dùng một tin đi quay nó này ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កកអើយកកគឺជានិយាយខុសលុះច្រើនខានធួយយូរនឹងនិយាយខុសនិយាយថៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងស្ពានមកសម្បត់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរនេះថានៅទីនេះគឺពិតជាសតាមែនទែននៅពេលម៉ោងកន្លះហើយបើកាន់តែយប់ទៀតគឺគឺគិតប្រតិខប់ខប់ថែមទៀតហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានៅទីនេះគឺមានប្រពៃធីបុណ្យសមុទ្រ
ខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចូលរួមណាគឺនៅថ្ងៃទី14ដល់15ដល់16នៅខែកោះកុងអូខេដល់14ដល់15ដល់16ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឥឡូវនេះគឺមកលេងមកជាមួយម៉ាមីហើយស៊ីស្ទើរហើយចាំមើលទៅទៀតចាំមើលទៅមានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងៗទៀតចាំខ្ញុំរីរ៉ាប់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាតាមនឹងទៀតអូខេខ្ញុំស្វាគមន៍ស្អាតណាឥឡូវនេះខ្ញុំថតរូបមកផ្សាយសិនយេអូខេ.